Chào mừng các bạn đã đến với kênh Phương Nam NT. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh của mình nhé. Trong mỗi chúng ta, ai cũng muốn biết thêm nhiều khía cạnh của bản thân và những người xung quanh. Môn thần số học hay còn gọi là nhân số học là môn khoa học nghiên cứu về tác động sóng rung của các con số xuất hiện trong ngày sinh dương lịch của mỗi người đến cuộc sống của họ. Người có ngày tháng năm sinh khác nhau sẽ có các con số chủ đạo khác nhau. Qua môn thần số học thì dựa vào ngày tháng năm sinh dương lịch, chúng ta có thể luận đoán được phần nào con người cũng như định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Tuy nhiên, cần lưu ý thêm, tâm tư tình cảm của mỗi chúng ta đều rất phức tạp. Và nếu muốn biết chính xác thì cần thêm nhiều yếu tố về âm dương ngũ hành, ngày giờ sinh theo phong thủy. Nhưng nếu muốn tìm hiểu người thân, con cái cũng như bản thân một cách khái quát thì chúng ta hãy dành thời gian một chút để lắng nghe video. Chắc chắn bạn sẽ biết được rất nhiều điều mà bạn rất bất ngờ. Những thứ bạn tưởng chừng như là khó nắm bắt được nhưng thực ra lại rất đơn giản. Kênh của mình sẽ trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành nhất để ai cũng có thể tìm hiểu bản thân mình và người thân. Thông qua đó có thể lựa chọn cho mình những người bạn đời hoặc lựa chọn việc sinh con, đặt tên cho con hay lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với mình nhất. Vậy, hãy cùng kênh Phương Nam NT đi tìm hiểu xem ngày tháng năm sinh dương lịch của bạn nói nên điều gì nhé. Mỗi chúng ta sinh ra trên cõi trần gian này đều được đánh dấu bởi một thời điểm nhất định. Thời điểm mà mỗi người sinh ra lại khác nhau. Mỗi thời điểm đó tạo ra một đặc trưng riêng của mỗi người, từ ngoại hình, tính cách cho đến số phận. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng bắt tay vào tìm hiểu xem ngày sinh của mình nói nên điều gì và có ý nghĩa như thế nào nhé. Đầu tiên thì các bạn tìm đến cho mình cái ứng dụng có tên là Momo. Bạn nào cài rồi thì sẽ tìm đến cái ứng dụng Momo cho mình nha. Momo, cái giao diện màu tím có chữ Momo này mọi người. Còn bạn nào mà chưa cài cái ứng dụng này thì các bạn vào cái link mình để ở ngay dưới cái phần mô tả đó. Các bạn bấm vào đó và các bạn cài đặt cái ứng dụng này về. Ứng dụng Momo này vào điện thoại của các bạn và các bạn bắt đầu vào tìm hiểu. Sau đó thì các bạn bấm vào. Các bạn bấm vào thì nó sẽ đòi hỏi là các bạn đăng nhập và mật khẩu. Khi mà các bạn tải cái link đấy về thì các bạn phải đăng nhập và có mật khẩu cho riêng mình nha. Bạn bấm vào. Và sau khi cái giao diện Momo đã mở ra như vậy thì các bạn tìm đến cho mình cái chữ là Momo đề xuất này. Đó, các bạn thấy không? Chữ Momo đề xuất. Các bạn kéo sang bên trái. Kéo sang bên trái thì các bạn thấy chữ xem bói. Đó, các bạn bấm vào chữ xem bói cho mình. Bấm vào. Rồi, sau khi xem bói bấm vào rồi thì nó sẽ mở ra cái phần tử vi và nhân số học. Bạn muốn coi lá số tử vi của mình thì các bạn bấm vào lá số tử vi. Các bạn muốn coi nhân số học thì các bạn bấm vào nhân số học. Ở đây mình đang quan tâm cái ngày tháng năm sinh dương lịch của các bạn. Và các bạn bấm vào cái nhân số học của mình. Đó. Thì cái ở đây thì mình đã xem rồi, cho nên là mình sẽ ra được cái bảng của cá nhân mình. Còn bây giờ các bạn chưa xem thì nó sẽ ra cho bạn một cái bảng như thế này. Đó, là các bạn điền tên của bạn vào. Bạn điền ngày tháng năm sinh dương lịch và giới tính của các bạn vào. Nhớ là ngày tháng năm sinh dương lịch nha mọi người. Khi mà bạn điền cái ngày tháng năm sinh dương lịch thì nó tự động cho thêm ra cho bạn cái ngày tháng âm lịch. Cho nên các bạn điền, ví dụ như mình có tên là Mai chẳng hạn. Ngày tháng năm sinh dương lịch của mình sẽ là 10 năm tháng 5 năm 1990 chẳng hạn. Mai thì là nữ, thì bạn là nữ thì bạn để nữ, nam thì bạn để nam, nam, nữ. Thì bạn tạo lá số, bấm vào tạo lá số mới, bấm vào. Đó.
Sau khi bạn bấm vào điền ngày tháng năm sinh dương lịch của bạn vào thì nó sẽ tự động tính toán cho bạn ra con số chủ đạo cho bạn. Đấy, bạn Mai này có con số chủ đạo là con số 3. Đó, con số 3 này ngày tháng tương ứng với ngày tháng năm sinh dương lịch của bạn này, nó tự động tính ra ngày tháng âm lịch cho bạn luôn này. Rồi cái nó cho bạn một cái phần tổng quan, nó nói là người số 3 là gì, là người có cái đầu óc luôn tỉnh táo này, giỏi đánh giá, suy nghĩ, lên kế hoạch. Đó, bạn muốn xem thì bạn sổ thêm, xem thêm. Đó, rất là nhiều thông tin luôn. Và ví dụ minh họa những người mà cùng có con số chủ đạo là con số 3 giống như bạn. Rồi tiếp theo bạn quan tâm nữa là đến phần chi tiết chủ đề. Thì ở dưới này nó sẽ có thêm cái phần là nó sẽ thể hiện là cái tiềm năng của bạn là gì, điểm cải thiện của bạn là gì, và định hướng cho bạn. Định hướng ở đây là định hướng nghề nghiệp cho bạn phù hợp với cái ngày tháng năm sinh đó, thì nên định hướng nghề nghiệp là như thế nào. Và một cái nữa là khám phá năm 2021 cho bạn luôn. Đó, ví dụ như bạn tiềm năng, quan tâm đến tiềm năng, bạn bấm vào chữ xem ngay, nó sẽ sổ ra cho bạn là, nó sẽ nói về cho bạn là cái mục đích sống của người có con số chủ đạo là số 3 sẽ như thế nào này, bạn thể hiện tốt nhất ở cái mặt nào này, rồi những cái đặc điểm nổi bật của bạn là sao. Đó, nó nói có hết trong này, nội dung rất là nhiều nha. Rồi tiếp tục bạn quan tâm tiếp theo là sang cái phần điểm cải thiện, bạn bấm vào điểm cải thiện. Đó, nó sẽ xem điểm cải thiện của bạn Mai năm nay là gì, thì bạn bấm vào chữ xem ngay. Đó, nó sẽ ra, bạn kéo xuống nè, nó sẽ ghi là cho các bạn nội dung là các khuynh hướng bạn cần khắc phục đó trong năm nay nha. Rồi một số cái đề xuất phát triển cho bạn luôn, rất là chi tiết cụ thể. Rồi tiếp theo bạn quan tâm nữa là cái định hướng. Ví dụ như nhiều bạn thì không biết là mình hợp với cái nghề nghiệp gì là phù hợp nhất, thì bạn bấm vào định hướng. Đó, xong có chữ xem ngay, bạn bấm vào xem ngay. Nó sẽ ra cho bạn là nghề nghiệp là những người số 3 hợp nhất với các công việc liên quan đến trí não, bao gồm lĩnh vực học thuật này, đặc biệt là khoa học, kế toán, quản trị kinh doanh, phát triển phần mềm IT, để phân tích hệ thống và vân vân. Bạn cũng có thể là một cái nhà nghiên cứu khoa học giỏi giang, hoặc diễn xuất trong showbiz, các nhà lý luận về phê bình các bộ môn nghệ thuật. Đó là tất cả những cái định hướng cho bạn mang con số chủ đạo là số 3. Bạn chỉ cần nhập ngày tháng năm sinh của bạn vào là bạn ra được con số chủ đạo, và tất cả những cái gì liên quan đến con số chủ đạo là số 3 thì bạn đều có thể biết được hết, và nó định hướng nghề nghiệp cho bạn. Rồi tiếp theo bạn quan tâm nữa là cái mục khám phá năm 2021, thì bạn bấm vào khám phá 2021, vậy bạn bấm vào chữ xem ngay luôn. Đó, nó sẽ ra cho bạn là năm nay là năm cá nhân của bạn là năm thứ mấy, rồi bạn tập trung làm những cái gì tốt nhất. Ví dụ năm nay có sự chững lại nên tập trung cố gắng nội lực và không nên thay đổi lớn. Đó, đó là nó có định hướng khám phá cho năm 2021 cho bạn luôn. Thì đây là một cái phần mềm khá là, cái ứng dụng khá là hay, và nó liên kết với cái chị nghiên cứu đầu tiên về thần số học, đó là chị Lê Đỗ Quỳnh Hương. Mọi người có thể lên kênh YouTube của chị ấy để coi, là một người tiên phong trong cái việc vấn đề nghiên cứu về nhân số học. Thì tất cả những cái nội dung ở trên này thì mình thấy cũng khá là đáng tin cậy, và nhiều cái thông tin hữu ích. Đó, thì chỉ cần các bạn tải ứng dụng Momo về, nhập ngày tháng năm sinh dương lịch, tên và giới tính của bạn vào, sau đó thì cái ứng dụng nó tự động tính toán và ra cho bạn rất là nhiều thông tin liên quan đến cá nhân bạn, đến ngày tháng năm sinh của bạn, và định hướng nghề nghiệp cho bạn luôn. Thì đây là cái ứng dụng cũng hay. Và ngoài ra thì cái ứng dụng Momo này nó còn rất là nhiều những cái công cụ trong đấy để giúp bạn, ví dụ như bạn thanh toán tiền điện nước này, rồi nạp thẻ cào điện thoại này, rồi thanh toán hóa đơn, thanh toán tiền bảo hiểm, và rất là nhiều những cái ứng dụng trong đấy. Thì bạn có thể là tải cái ứng dụng về và tự mình khám phá, nó sẽ rất là hay ho và hữu ích mà không tốn một cái đồng phí nào hết. Thì đó, đó là hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái ứng dụng Momo trong cái phần mà nhân số học, và trong đó nó cả có cả cái phần mà xem lá số tử vi của bạn nữa. Thì bạn nào quan tâm có thể là
có rồi thì cứ thế vào thôi, mình vào trong đó mình tìm hiểu. Còn bạn nào chưa có thì cứ vào cái link mà mình để dưới cái phần mô tả đó, các bạn nhấp vào đó và nó sẽ có các hướng dẫn từng các bước để các bạn cài đặt vào điện thoại của các bạn, đơn giản lắm. Các bạn cài rồi thì các bạn vào đó đánh ngày tháng năm sinh của mình, ra được cái con số chủ đạo và tất cả những cái thông tin liên quan đến con số chủ đạo của bản thân mình. Thì chúc các bạn là có những cái trải nghiệm thú vị, cũng như là tìm được ra được những cái mà mình chưa biết về bản thân mình, để mình có thể là phát huy và khắc phục những cái hạn chế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.